Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình tôi xin trở lại cái vấn đề hai bên thỏa thuận cùng khai thác với nhau ở trên cái khu vực mà hiện bây giờ còn tranh chấp. Thưa quý vị, cái vấn đề đó là như tôi đã nói ở phần đầu là đúng theo cái sách lược của Đặng Tiểu Bình trước đây nói rằng là chủ quyền của ta gác lại tranh chấp để cùng khai thác. Có nghĩa rằng cái vùng Biển Đông là của Trung Quốc. Bây giờ hai bên vẫn còn tranh chấp với nhau. Thì bây giờ những cái tranh chấp đó để sang một bên để cùng khai thác. Thưa quý vị, đấy là cái tinh thần thỏa hiệp giữa đôi bên mà theo quan điểm của tôi là đã đạt được tại Bắc Kinh giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Gầm Đào vào đêm ngày 11 tháng 10 vừa qua. Như vậy có nghĩa là đúng theo cái lời cảnh giác của nhà nghiên cứu Vũ Cao Phan. Thưa quý vị, cái lời của Đặng Tiểu Bình mà theo nhà nghiên cứu Vũ Cao Phan đã trích dẫn, Đặng Tiểu Bình nói như thế này thưa quý vị. Đặng Tiểu Bình nói rằng chủ quyền của ta gác tranh chấp cùng khai thác. Thì như vậy là nhà nghiên cứu Vũ Cao Phan có đặt cái nghi vấn là khi khai thác tất cả, hết tất cả cái tài nguyên rồi, cạn tàu ráo máng rồi, thì bây giờ ai về nhà nấy và cái phần đất đó và phần biển đó là thuộc về chúng tôi, tức là thuộc về Trung Quốc. Thì thưa quý vị, đây là nội dung cái tinh thần mà theo quan điểm của tôi đã được ẩn náu ở trong cái thỏa hiệp giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào ở tại Bắc Kinh vào đêm ngày 11 tháng 10 vừa qua thưa quý vị. Cái điều đó chứng tỏ rằng Việt Nam đã đầu hàng tất cả những cái áp lực của phía Trung Quốc. Là vì tại sao thưa quý vị, cái vùng tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc không có làm chủ ở Biển Đông, Trung Quốc tự vẽ cái hình lưỡi bò ra chiếm từ 80-85% cái diện tích trên Biển Đông, hay là được còn được gọi là cái đường chín đoạn. Bây giờ cái vùng biển đó phần lớn là thuộc của Việt Nam. Vậy mà Trung Quốc bây giờ nói rằng cái vùng này là cái vùng tranh chấp. Bây giờ chúng ta cùng tranh chấp thì bây giờ tạm gác tranh chấp lại để chúng ta cùng khai thác về vấn đề dầu khí, vấn đề khoáng sản ở dưới đó. Có điều đó có nghĩa rằng là Trung Quốc vào nhà người ta, tranh chấp đất đai với người ta và bảo rằng đó cũng là cái vùng đất của tôi. Thì bây giờ các anh bây giờ tạm thời ngưng tất cả những chuyện cãi vã lại với tôi để chúng ta cùng khai thác. Có nghĩa rằng là Trung Quốc nhảy vào trong nhà Việt Nam, nhảy vào vườn của Việt Nam để mà khai thác tài nguyên của tổ tiên người Việt Nam. Đấy là cái sự thất bại, tôi cho là thất bại rất là quan trọng, có tính cách lịch sử mà Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trong cái thỏa hiệp vào ngày 11 tháng 10 vừa qua thưa quý vị. Ngoài ra thưa quý vị, ngoài cái thỏa hiệp đó ra thì thưa quý vị, trong vấn đề quân sự thì Phùng Quang Thanh, tức là Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng, cũng đã họp với Lương Quang Liệt là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc. Ở trong đó, Phùng Quang Thanh cũng nói những cái điều mà tôi cho rằng là quý vị cũng cần phải nên biết, rất là chói tai thưa quý vị. Phùng Quang Thanh nói như thế này, căn cứ theo lời tường thuật của báo chí bên Việt Nam, đặc biệt là tờ báo Quân đội Nhân dân, là tờ báo của Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì Phùng Quang Thanh cho biết rằng là quan hệ hai nước còn tồn tại bất đồng trên Biển Đông, và đây là vấn đề lịch sử để lại, chúng ta thừa nhận và không né tránh. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Vì thế quân đội hai nước cần tích cực thực hiện góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định quan hệ hai nước, đóng góp vào hòa bình phát triển chung ở khu vực. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, trong quá trình xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, hai bên chỉ đạo quân đội hai nước kiềm chế tuyệt đối không để xảy ra xung đột trên biển. Để thực hiện việc này, theo như lời báo Quân đội Nhân dân thưa quý vị, Phùng Quang Thanh nói rằng cần phải giáo dục cán bộ chiến sĩ quân đội hai nước tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được, duy trì hòa bình ổn định, giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, công bằng, tôn trọng lợi ích của đôi bên trên cơ sở luật pháp quốc tế và cụ thể là Công ước Liên Hiệp Quốc Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thưa quý vị, cái tài liệu đó là năm 2002 ở tại Nam Vang mà tôi đã thư chuyện với quý vị. Trung Quốc không hề bao giờ thi hành cái thỏa hiệp đó cả. Và có một cái điều nữa là Phùng Quang Thanh nói như thế này thưa quý vị. Phùng Quang Thanh nói rằng, Phùng Quang Thanh cũng đề nghị hai bên cùng nhau cảnh giác trước những thông tin chia rẽ quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai quân đội, và nhắc lại đường lối
độc lập tự chủ của Việt Nam, Phùng Quang Thanh khẳng định, tuy mở rộng quan hệ với các nước nhưng Việt Nam không chủ trương liên minh với bất cứ nước nào để làm đối trọng với Trung Quốc. Có nghĩa rằng Phùng Quang Thanh hứa với Trung Quốc, hứa với Lương Quang Liệt rằng tuy là chúng tôi hợp tác quốc phòng với các nước nhưng mà không bao giờ chúng tôi dám quay lại chống Trung Quốc. Đấy là một cái điều mà Phùng Quang Thanh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước mặt của Lương Quang Liệt, thưa quý vị. Một cái vấn đề nữa là khi mà nói rằng là các cái lực lượng thù địch chống Trung Quốc hay là chống Việt Nam để mà lợi dụng cái tình hình Biển Đông để mà khai thác, lực lượng thù địch đó là lực lượng nào? Thưa quý vị, đấy là những cái phản ứng của người dân ở trong nước đã biểu tình liên tiếp trong 11 lần để mà chống Trung Quốc, và phản ứng của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như phản ứng của các nhà khoa học, của các trí thức người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại liên hệ đến vấn đề bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái vấn đề đó là cái vấn đề mà tôi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lạm dụng tất cả những cái biến cố đó để mà quạ cũng như là để mà đội những cái mũ gọi là những cái kẻ thù địch ở trên đầu những người chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, song song với cái chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng thì lại có một cái chuyến đi khác của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, sang bên Ấn Độ và Sri Lanka. Thưa quý vị, cái chuyến đi của Trương Tấn Sang tương đối êm dịu hơn, tức là có một cái tính cách hòa bình hơn, nhưng mà Trương Tấn Sang đã chứng tỏ là một người có những cái quan điểm tương đối là độc lập và khác với cái quan điểm của Nguyễn Phú Trọng cũng như là của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà đương đầu với Trung Quốc. Trong một cái bài phỏng vấn của hãng thông tấn Ấn Độ trước khi mà lên đường sang Trung Quốc, Trương Tấn Sang đã xác nhận cái chủ quyền lãnh hải cũng như là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, thưa quý vị. Trương Tấn Sang nói rõ cái vấn đề hợp tác, vấn đề giữa Ấn Độ cũng như là cái vấn đề hợp tác về vấn đề dầu khí ở giữa Ấn Độ và Việt Nam. Trương Tấn Sang nói như thế này, thưa quý vị. Trương Tấn Sang nói rằng là đề cập tới câu hỏi tranh cãi xung quanh việc Trung Quốc phản đối công ty dầu khí Ấn Độ khai thác tại hai lô trên thềm lục địa của Việt Nam tại Biển Đông, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí hiện nay, bao gồm các dự án công tác với ONGC, tức là công ty dầu hỏa của Ấn Độ, đều nằm ở trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền đàm phán quốc tế, quốc gia của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Và Trương Tấn Sang nói thêm là Việt Nam hoan nghênh các đối tác nước ngoài hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trên cơ sở luật pháp Việt Nam, Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài làm ăn với Việt Nam. Thưa quý vị, đấy là cái lập trường của Trương Tấn Sang đưa ra. Cái lập trường này rất là rõ rệt của Trương Tấn Sang, nói rằng chủ quyền của chúng tôi, đấy là lãnh thổ của chúng tôi có toàn quyền hợp tác với các nước ngoài, trong đó có Ấn Độ để khai thác về vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa rồi, hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam có một cái phần rất tích cực cả về vấn đề lĩnh vực quốc phòng, và các cái một trong những cái tàu chiến của Ấn Độ đã đi thăm Việt Nam, và sau khi thăm Việt Nam quay trở về nước và tiến trên đường đi tới Hải Phòng thì đã bị các cái tàu Trung Quốc tuần duyên trong cái vùng đó cảnh giác là không được xâm phạm cái quyền, cái chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Nhưng mà tàu của Ấn Độ bất chấp tất cả những lời cảnh giác đó, và Ấn Độ cho biết rằng là đó là cái đường biển quốc tế và Ấn Độ có quyền đi trên cái đường biển đó, và Ấn Độ xác nhận cái quyền hợp tác về vấn đề khai thác dầu hỏa với Việt Nam. Cái điều, cái sự hợp tác dầu hỏa giữa Ấn Độ và Việt Nam đã làm cho Trung Quốc hết sức là bất bình, và Trung Quốc đã cảnh giác Ấn Độ là không có thật được hợp tác với các công ty dầu hỏa Việt Nam, cũng như là các cái báo chí của Trung Quốc đã xác nhận cái vùng biển đó là vùng biển của Trung Quốc. Cái điều đó xảy ra ngay trong cái thời gian Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc, thì thưa quý vị, tức là cái điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc nói một đường, họ làm một nẻo, tức là họ vẫn thương thuyết, họ vẫn ký những cái thỏa hiệp với Việt Nam, nhưng mà mặt khác họ vẫn đàn áp ngư dân Việt Nam. Bằng chứng cụ thể là vào ngày 24 tháng 9 vừa rồi, như tôi đã thưa chuyện với quý vị một vài lần, hai cái tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi vào tránh bão ở Hoàng Sa, và trên đường tránh bão đó đã bị một cái tàu chiến của Trung Hải quân Trung Quốc tấn công.
và đã phải chạy suốt 30 hải lý trên đường trở về đất liền. Và vừa đi vừa tránh đạn, vừa đi vừa bị các tàu của Trung Quốc tìm cách xiết nước qua để cho chìm thuyền. Nhưng mà may mắn thay, các ngư dân của người Việt Nam đã tránh khỏi cái nạn này và đã bị bắn nhiều chất nổ sang bên các khoang thuyền đánh cá của người Việt Nam, nhưng Việt Nam thoát nạn. Và báo chí của Việt Nam không được phép đăng, hoặc đã đăng thì phải tháo gỡ xuống ngay trước ngày Nguyễn Phú Trọng lên đường sang thăm Trung Quốc. Cái điều đó chứng tỏ là Trung Quốc vẫn hành động, những cái hành động đàn áp ngư dân Việt Nam, vẫn có chiếm lĩnh những cái chủ quyền lãnh thổ ở trên Biển Đông, mà mặt khác thì họ vẫn đặt bút ký những cái thỏa hiệp với Việt Nam trong cái chuyến đi với Nguyễn Phú Trọng vừa rồi. Thưa quý vị, trong chuyến đi Nguyễn Phú Trọng vừa rồi, ngoài cái vấn đề thỏa hiệp được 6 điểm trên các cái nguyên tắc giải quyết vấn đề Biển Đông, mà tôi cho đây là một cái tài liệu hết sức là quan trọng, từ giờ trở đi, hai bên sẽ phải thảo luận về vấn đề Biển Đông. Nếu có gặp những khó khăn gì, thì hai bên sẽ phải lập tức họp ngay. Đó là cái sự cam kết giữa đôi bên tại ở Bắc Kinh, giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.